Chương 1.1 Thánh Sủng Nguyên Quý Nhân 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thời điểm Kỵ Phi bị bệnh nặng, Huyền Diệp cũng không biết. Đã rất lâu không gặp, người ngoài cho rằng ước chừng là hắn đã sớm quên trong cung có một người như thế rồi, buổi sáng hạ triều rồi đi thỉnh An Thái Hoàng Thái Hậu, thời điểm Bình Phi nói, hắn mới giật mình, đã hơn một tháng Hoàng đế đều không đến gặp nạn, Hoàng Phi bệnh nặng, Hoàng đế ít nhiều gì cũng sẽ đi xem một chút chí ít cũng bày tỏ lòng quan tâm đối nữ nhân của hắn nhưng vị hoàng phi này sắc phong từ năm trước đến bây giờ chưa bao giờ cho người ta cảm giác là đang tồn tại hơn một nửa người trong cung chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của nàng chưa từng làm cho người ta có cảm giác hoàng thượng quan tâm nàng nói đến lại thấy khó hiểu nàng là người thăng chức nhanh nhất trong tất cả tần phi thời điểm sắc phong là một quý nhân chỉ dùng hơn một năm thời gian liền trở thành phi tử thậm chí một tháng không thị tẩm cũng được Nguyên nhân là do có phụ thân lập công vì sự hưng thịnh của quốc gia cùng với nguyên nhân hoàng thượng muốn củng cố địa vị, thực sự chuyện này không thể sánh được với hoàng đế sủng ái, lén lúc điều tra tư lịch của vị hoàng phi khá thần bí này, mỗi lần nói đến người này lại luôn cảm thấy kỳ quái. Bọn họ hầu hạ hoàng đế nhiều nhất cũng 10 năm, thấy vô số người được hoàng đế sủng ái rồi đến chán chường, hoặc là sinh hạ hoàng tử, hoặc là từng bước thăng chức, hoặc là kiêu ngạo ương ngạnh bị giáng chức đi xuống lại chưa từng gặp qua nữ tử nào vô thanh vô tức đến hoàng đế cũng không thấy mấy lần bay cao như vậy chỉ là cha nàng quyền cao chức trọng hoàng thượng nâng lên là chuyện rất bình thường nhưng mà nếu nói là kết thân trong cung này tần phi nào mà không phải như thế có bao nhiêu người không duyên cớ không nguyên nhân được hoàng đế thật sự yêu thích cho đến giờ hắn đều là một người có lý trí nữ nhân trong cung có hình dáng gì đức hạnh gì hắn hiểu rõ nhất chỉ là khó có ai trong hoàng cung không nghĩ đến việc tranh giành sủng ái của hắn. Thái hoàng thái hậu đã già, càng ngày càng nhiều bệnh, mỗi sáng tần phi cùng vài vương phi sẽ đến thỉnh an bà. Một ngày hoàng thượng kiếm tỷ bạc không thể ngày ngày tới đây thỉnh an, hôm nay vừa mới tới đã nghe chuyện kỳ phi bị bệnh. Ngồi ở chỗ này trừ việc quan tâm đến thân thể Thái Hoàng Thái Hậu thì là chuyện con trai của phi tử, ngón tay bình phi đỡ ly trà, khẽ nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói. Kỳ mùi mùi tuổi còn trẻ, khuôn mặt rất thanh tú, tướng mạo đẹp, thể trạng khỏe mạnh, tính tình đáng yêu hoạt bát. tại sao gần đây lại bệnh như thế? Hôm qua nô tỳ sang thăm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch ho khan. nô tỳ đã sai thái y riêng mang toàn bộ thuốc tốt nhất sang, không biết tại sao lại không tốt lên. Trời còn chưa hết nóng, cả ngày nằm trên giường đúng là khổ sở. Nàng lanh lợi thành tánh, biết nói chuyện đúng mực, biết thái hậu cực kỳ không thích hậu cung tranh giành tình cảm, quan hệ với một phế phi không thân thiết, không được sủng ái như vậy còn hòa thuận hơn nhiều so với sủng phi quả thế, vân tần vỗ nhẹ lên tay bình phi, thuận thế an ủi, nói. Tỷ tỷ cũng không nên khó chịu, mấy ngày trước người cũng mới hết ống, lúc hoàng thượng ban cho người nhân sâm, hôm qua người cũng mang đi tặng rồi. Kỳ phi mùi mùi có gương mặt phúc hậu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, việc lớn cũng sẽ hóa nhỏ bộ dáng vân tần dù không tính là xinh đẹp như hoa nhưng cũng coi như đoan trang rất biết cách ăn nói thường ngày đi cùng với bình phi mỗi lần nói chuyện đều có chính kiến mặc kệ vị kia cũng không vâng lời bất kỳ hoàng phi nào cho nên hoàng thượng và thái hoàng thái hậu đều không bắt bẻ nàng bình phi nói như vậy cũng là bình thường nàng là người duy nhất hay gặp kỵ phi cũng khoảng 3-4 lần ở trong mắt người khác tình cảm cũng sâu hơn người khác nhiều cái gọi là sâu cũng chỉ là mấy câu nói hời hợt từ trước đến nay Kỵ Phi không thân cận với bất kỳ ai. Chỉ là nói mấy câu tốt cho người kia. Trong sáng, đáng yêu, không ưỡng ẹo. Chỉ là nơi hoàng cung đại viện này nào có tình cảm chân thành. Vốn không quen nhau, thấy một nữ tử lẻ loi ngược lại, lại nhớ tới mình, Bình Phi không nhìn được khẽ đau lòng, mọi người thấy vậy rối rít an ủi nàng. Ông Quý Phi rất nhanh nhẹn, ở đây nàng và Định Phi đều có bối phận cao nhất, địa vị cũng cao nhất, trước gia quyến hoàng hậu luôn muốn định bợ một số việc. Mùi mùi dáng dấp như hoa như ngọc, hoàng thượng lại yêu mến, tuổi quá trẻ, thật là đáng tiếc. Nguyên quý nhân vừa mới tiến phong cũng nhỏ giọng than thở, lời này ngay tại lúc mọi người nói ầm ĩ, lại bị Thái Hoàng Thái Hậu nghe được. Nguyên quý nhân, ai da không có nghe được tin kỵ phi chết, người đáng tiếc cái gì? Vừa sáng sớm êm đẹp đã thấy hành động của tất cả các ngươi. Ngày thường tranh đấu rất lợi hại sao hiện tại ai cũng đau lòng rơi lệ tính cách Thái Hoàng Thái Hậu rất thẳng thắn, không thể nào A Du nịnh hót dưới mí mắt của bà được. Nghe các nàng không ngừng nịnh bờ lẫn nhau thật nhức đầu, tất cả lời nói đều bị ngậm trong miệng, nguyên quý nhân sợ đến mức bổ nhào quỳ trên mặt đất. Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội, nô tỳ nói sai, xin Thái Hậu trách phạt. Sau khi thốt ra lời này toàn bộ tiếng nói đều biến mất. Nguyên quý nhân mới được tấn phong, hoàng thượng vẫn sủng ái, vốn là có người muốn giúp nói vài lời, nhưng sắc mặt Thái hoàng thái hậu không tốt mà giờ phút này cầu cạnh không phải tìm đường chết sao? Quý nhân coi như ỷ vào hoàng thượng một tay che trời mà đắc tội với lão tổ tông kia. Tất cả mọi người yên lặng, không khí như đóng thành băng, Huyền Diệp từ đầu đến cuối không nói lời gì, lúc này liền mở miệng, mở miệng chính là cầu cạnh. Nguyên quý nhân nguyện ý cũng là quan tâm Kỳ Phi, chỉ là không biết diễn đạt ý, hoàng tổ mẫu bất giận. Thái hậu khoát khoát tay, các ngươi muốn làm ầm ĩ gì thì ra ngoài đi, về sau cũng không cần thường tới chỗ ai gia này, phiền lòng." Hoàng đế đứng dậy, đưa tay đỡ Nguyên Quý nhân, ý bảo nàng đứng dậy. Nguyên Quý nhân hai mắt phím lệ, toàn thân phát run đứng lên. Trẫm còn có việc, không bồi hoàng tổ mẫu ăn sang được rồi, Tôn Nhi cáo lui. Mới buổi sáng đã khiến tất cả mất hứng. Mọi người cúi chào lẫn nhau xong đều rối rít rời đi, xưa nay hoàng đế làm việc đều cứng rắn đối với Thái Hoàng Thái Hậu nói gì nghe nấy, hôm nay lại vì quý nhân nói chuyện đúng là xưa nay chưa thấy, vì thế trong cung hôm nay nói chuyện phím cực kỳ sôi nổi, Bình Phi cũng không tức giận, chỉ là mấy vị phi tử cùng địa vị mới tiến cung lại không kìm nén được. Nguyên quý nhân ý vào một đôi đôi mắt đẫm lệ đã khiến Hoàng thượng thất điên bác đảo rồi. Khi nào thì Hoàng thượng lại không vâng lời lão tổ tông cầu tình cho phi tử như vậy? Thật không biết dụ dỗ thành cái dạng gì rồi. Quế tỷ tỷ không cần để ý như vậy, hoàng thượng mặc dù đang theo ý cô ta, chỉ là hôm nay cũng thấy, thái hoàng thái hậu không thích chút nào, lão tổ tông không thích tất nhiên hoàng thượng cũng sẽ thích nàng ta không lâu đâu. Hách chân mùi mùi, cũng không nhất định như vậy, vân tần cười nói. Kỳ phi tiêu tụy vì bệnh không được hoàng thượng thích nhưng thái hậu thích, địa vị cứ một mạch tăng lên hỏi người nào dám vô lễ với nàng ta. Trong cung trừ việc có con trai còn không phải là được hoàng thượng sủng ái hay sao? chúng ta không có cái phúc phận này nhưng nguyên quý nhân lại có tiền đồ vô lượng hiện tại đang được thịnh sủng con trai không phải chuyện sớm muộn hay sao bây giờ chỉ xem hoàng thượng có ý cất nhắc nàng ta hay không thôi bình phi cao mày không nhịn được nói tốt lắm tốt lắm lúc nào thì ghen tuông này biến mất cả ngày cũng không nói xong hiện tại tranh giành chỉ khiến hoàng thượng thêm chán ghét mà vứt bỏ thôi còn muốn địa vị con trai cái gì biết an phận tự nhiên sẽ được hoàng thượng yêu mến bình phi lời không giả hoàng thượng lên ngôi lúc còn trẻ đã duyệt qua rất nhiều nữ nhân chính hắn từ nhỏ vì quốc gia này lục đục đấu đá nhưng cũng rất chán ghét những phi tần tranh đấu người chết ta sống tranh giành cưng chiều của hắn chỉ cần xuất hiện chuyện này hắn chưa bao giờ xử lý nương tay sẵn sàng vứt bỏ mặc dù đã qua mùa hè buổi trưa thời tiết vẫn là hơi nóng nguyên quý nhân tiếp hoàng thượng dùng cơm trưa suýt nửa trúng nắng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ơ ờ, nguyên quý nhân người sao vậy? Cái tên nô tài Phúc Yên chết tiệt này hầu hạ người thế nào vậy, tại sao lại để cho nương nương chạy đến? Nói chuyện là tệ đức thuận, thái giám bên người hoàng đế. Quan tâm đến bực này sợ là ôn quý phi cũng không nghe được mấy lần, mọi người đều biết nàng ta đang được sủng ái, thái độ biến chuyển một cách tự nhiên gần đây, vì chuyện lần trước mà thái hoàng thái hậu không đưa người đến thị tẩm, nhưng người kia vẫn là người may mắn có thể đứng trước mặt hoàng thượng, mỗi khi hoàng thượng thấy nàng còn có thể khẽ cười, cho nên hiện nay mỗi khi sắc mặt hoàng thượng không tốt khiến nô tài hốt hoảng lo sợ thì đều mời nguyên quý nhân tới đây hầu hạ. Nhanh chóng đặt. Một bình đá lớn để giảm nhiệt độ, huyền dịp nói nhỏ với thái giám mấy câu, nguyên quý nhân liền đi tới đây. Thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an. Âm thanh dịu dàng động lòng người, hoàng đế khoát khoát tay ý bảo nàng đứng lên rồi ngồi xuống, ghế ngồi đã được đặt ra, nguyên quý nhân một thân hồng nhạt, tôn lên khuôn mặt hồng hào mềm mại, ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Mấy ngày gần đây, hoàng thượng làm việc trong triều mệt nhọc, nên uống nhiều canh chút bổ, lòng thể quan trọng hơn. Lời nói rất đơn giản khách sáo, huyền diệp cũng không lộ vẻ mặt gì, nhàn nhạt ăn cơm. Từ trước đến giờ thời điểm hắn dùng bữa đều không nói nhiều, cũng không phải là không nhiều, có lúc bị người cuốn chặt thì không tự chủ được nói nhiều hơn, giống như từ trước đến giờ lúc nghỉ ngơi hắn đều thích an tĩnh, một chút âm thanh cũng tức giận, có đôi lúc thật sự phát cáu nhưng cũng không thể lên cơn, cả quá trình ăn cơm giống như mọi ngày, có chút quan tâm và nụ cười ngắn ngủi. Nguyên Quý nhân vốn chuẩn bị một bụng lời trong lòng muốn nói với hắn. Mặc dù nàng ta đã 20 tuổi nhưng suy nghĩ đơn thuần chưa từng trải qua tình yêu nam nữ. Bỗng nhiên được sủng ái, nhìn thấy quân chủ trẻ tuổi to lớn cao ngạo, trong lòng vừa vui vẻ lại kích động, thật muốn nói cho hắn nghe một bụng lời tâm tình. Nàng phải khiến hắn không sủng ái nữ nhân khác nữa, chỉ là hôm nay, vẻ mặt hoàng đế rất nghiêm túc, không tập trung, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với nàng. Tâm tình của hắn không tốt, nói thì chỉ tăng thêm phiền não vì thế liền nuốt xuống, thật ra thì cũng không phải là không có ai không thức thời nói vài điều không nên nói khi tâm trạng hắn không tốt, bữa trưa không vui vẻ cứ diễn ra như vậy. Sau khi trở về còn có một đám phi tử nối liền không dứt đưa một chút đồ dùng cho nàng, có thể lấy được chút tình cảm nào thì lấy ai bảo người ta lấy được lòng của hoàng đế, buổi tối hoàng đế vẫn lật bản hiệu nguyên quý nhân như cũ, dường như mấy ngày gần đây đều là nàng, từ trước đến giờ sau bữa tối, huyền diệp đều cùng các đại thần bàn bạc chuyện tuần tra phía nam. Chuyện tuần tra biên giới phía nam bắt đầu chuẩn bị, kéo dài một ngày, hai ngày, mấy ngày gần đây lại bắt đầu nói tới chuyện này. Vừa nói liền có đủ loại công vụ, bận rộn tới mức quên cả nguyên quý nhân đang khổ sở chờ đợi mãi cho đến đêm khuya tiểu tề tử mới báo lại để cho nàng nghỉ ngơi trước nàng mới nằm ngủ chẳng biết lúc nào nàng ngủ thiếp đi thật ra nàng ta cực kỳ xinh đẹp đôi mắt kia lấp lánh tinh quang làn da trắng nõn mái tóc dài mềm mỏng giọng điệu mềm mại nồng đầm chính là một nữ nhân tuyệt đẹp vào cung hai năm mới bị hoàng đế phát hiện cũng may là vàng cũng sẽ có lúc phát sang cuối cùng không phụ hai năm khổ sở chờ đợi đổi lấy tình cảm của hoàng đế cảm giác lạnh lẽo tới gần nguyên quý nhân mở mắt lúc đứng dậy hoàng thượng đã cất bước đi xa hoàng thượng nô tỳ chờ người đã lâu rồi âm thanh vang lên trong đêm tối hắn quay đầu lại nhìn nàng từ trên cao xuống giọng điệu ấm áp an ủi trẫm hôm nay bận rộn không cách nào bồi ngươi ngươi là người khéo léo sáng mai hãy xin lỗi thái hậu nói xong xoay người mở cửa rời đi mấy ngày không thấy vừa mới mở miệng là nói chuyện mấy ngày trước nàng không dám nhiều lời đứng dậy cung tiễn hắn trở về gần đây hoàng đế phải xử lý rất nhiều việc không còn để ý tới nàng như lúc mới sủng hạnh. Thái độ biến hóa trong tình yêu như vậy khiến cho nguyên quý nhân lòng đau như đau cắt, chuyện tuần tra phía nam lại một lần nữa bị trì hoãn, huyền diệp nhận được mật báo quân phản thanh, binh sĩ triều minh hành động bí mật ở kinh thành, mệt nhọc đứng lên xử lý việc này, chuyện này không khẩn cấp, tề công công truyền khẩu dụ thân thể hoàng đế mắt phong hàng. Hôm nay mới hơi mát mẻ một chút, tại sao nhiễm phong hàng, mấy ngày gần đây một mực nghỉ ngơi trong cung càng thanh, rất ít đi lại hậu cung theo lý thường, lúc này phi tần sẽ phải đi chăm sóc hoàng thượng, làm tròn trách nhiệm tần phi, nhưng công công lại truyền thánh thượng không muốn thấy bất kỳ ai, các nàng thật sự lo lắng, vì vậy đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi đến, nhưng đều bị tệ công công ngăn ở trước cửa. Các vị nương nương, thứ cho nô tài vô lễ, hoàng thượng mới vừa uống thuốc nghỉ ngơi, không tiện ra gặp, các nương nương hãy trở về đi. Quế tần tính tình khẳng khái, nông nóng, sốt ruột thân thể hoàng thượng cường tráng, mấy năm gần đây không mắc bệnh gì, tại sao lại mắc phong hàn? Công công, lúc này tỉ mùi bọn ta nên giúp đỡ, hầu hạ hoàng thượng thật tốt, trở về như vậy trong lòng rất lo lắng. Tề công công không chút hoang mang nói. Long thể hoàng thượng được ông trời chiếu cố chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đây là ý chỉ của hoàng thượng, nô tài thật sự không thể làm khác được, kính xin các vị nương nương thứ tội nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả